Xin chào các bạn đến với trung tâm gia đình Alpha. Mình là Hằng. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu một cái vấn đề mà trẻ em ngày nay, đặc biệt là trẻ em thành phố đang phải đối mặt, đó là hội chứng rối loạn thiếu hụt thiên nhiên. Vậy thì hội chứng rối loạn thiếu hụt thiên nhiên là gì? Hội chứng rối loạn thiếu hụt thiên nhiên lần đầu tiên được phát biểu bởi nhà báo người Mỹ Richard Leaf. Ông đã dành 10 năm để đi khắp nước Mỹ, gặp gỡ và trò chuyện với lại những bậc phụ huynh và trẻ em ở cả thành thị và nông thôn về những cái trải nghiệm của họ đối với lại tự nhiên. Năm 2005, ông đã giới thiệu cái hội chứng rối loạn thiếu hụt thiên nhiên này trong một cuốn sách có tên là Đứa trẻ cuối cùng trong những cánh rừng. Vậy thì hội chứng rối loạn thiếu hụt thiên nhiên được cho là khi con người, đặc biệt là trẻ em, đang dành rất là ít thời gian ở ngoài trời để tiếp xúc với lại thiên nhiên. Và cái sự thay đổi này được cho là dẫn đến một loạt các vấn đề về thể chất và tinh thần. Tuy nhiên, hội chứng rối loạn thiếu hụt thiên nhiên không được các nhà y học công nhận là một bệnh lý, nhưng chúng ta không thể phủ nhận những cái hệ quả của việc tách rời trẻ em khỏi thiên nhiên và những cái lợi ích mang lại khi mà trẻ em được gắn kết với thiên nhiên. Nguyên nhân dẫn đến việc trẻ em đang ngày càng tiếp xúc ít với lại thiên nhiên đó là do phụ huynh muốn giữ con ở trong nhà để tránh gặp những cái nguy hiểm, hoặc là môi trường tự nhiên đang dần bị thu hẹp lại, đặc biệt là ở thành phố. Một cái nguyên nhân nữa đó là sự xuất hiện của những cái trang thiết bị điện tử với những cái chương trình, những cái trò chơi hấp dẫn trẻ. Vậy thì tác động của sự rối loạn thiếu hụt thiên nhiên đến cái sự phát triển của trẻ là gì? Thì trong cái cuốn sách Đứa trẻ cuối cùng trong những cánh rừng, tác giả Richard Leaf đã phát biểu chứng rối loạn thiếu hụt tự nhiên mô tả về những cái giá mà con người phải trả khi tha hóa khỏi tự nhiên và tha hóa với chính đồng loại của mình. Giảm khả năng sử dụng các giác quan, những khó khăn về chú ý, tăng cao tỷ lệ các bệnh về thể chất và tinh thần. Cụ thể là giảm sự tôn trọng của trẻ đối với lại môi trường thiên nhiên xung quanh. Bởi vì ít tiếp xúc cho nên là không có nảy sinh tình cảm, trẻ cũng không biết cách chăm sóc và bảo vệ môi trường xung quanh. Trẻ sẽ gặp những cái vấn đề về rụt rè trước đám đông, sợ hãi thiên nhiên, đặc biệt là sợ hãi côn trùng. Mất sự linh hoạt trong việc sử dụng các giác quan. Khi mà trẻ được tiếp xúc với thiên nhiên thì cả năm giác quan của trẻ đều được hoạt động, chứ không phải là chỉ hoạt động về mặt thị giác. Trẻ cũng mất đi cái sự linh hoạt trong cái việc phối hợp cái khả năng vận động và khó khăn trong việc phát triển ngôn ngữ. Đã có những cái nghiên cứu về việc rối loạn chú ý, trầm cảm và lo lắng trong cái việc mà trẻ ít tiếp xúc với lại thiên nhiên. Cái việc ít tiếp xúc với thiên nhiên còn khiến cho trẻ suy giảm khả năng sáng tạo. Thiên nhiên chính là cái nguồn cảm hứng vô tận để cho trẻ phát huy cái khả năng sáng tạo của mình. Một số vấn đề về thể chất như là béo phì và cận thị đã được ghi nhận khi mà trẻ ít được chơi ở cái môi trường bên ngoài. Vậy thì chúng ta cần làm gì để đưa thiên nhiên đến gần hơn với trẻ? Cái việc tốt nhất và hiệu quả nhất đó là đưa trẻ ra ngoài chơi. Khi mà trẻ được chạy nhảy, được sờ, được nhìn, được ngửi, nếm và nghe các âm thanh của thiên nhiên thì sẽ mang lại những cái ích lợi trong việc phát triển thể chất và tinh thần của trẻ. Nếu như các bạn không có điều kiện để đưa trẻ ra ngoài chơi, đặc biệt là những cái gia đình ở trong thành phố hoặc là trong những cái thời điểm mà chúng ta bị hạn chế ra ngoài, thì các bạn có thể đưa thiên nhiên vào gia đình của mình. Đây là một vài cái ví dụ mà các bạn có thể tham khảo để đưa thiên nhiên vào gia đình và đưa thiên nhiên đến gần với trẻ hơn. Ví dụ như là các bạn có thể mua hoa về và dạy cho trẻ cắm hoa, dạy cho trẻ thay nước cho bình hoa, dạy cho trẻ chăm sóc cho hoa. Hoặc là các bạn có thể tận dụng cái khu vực ban công hoặc là sân thượng để làm một cái vườn cây nho nhỏ. Các bạn có thể dạy cho trẻ trồng cây. Cái việc mà trồng cây, chăm sóc cho cây mỗi ngày, tưới nước cho cây, nhìn cây lớn lên không chỉ giúp cho trẻ có cái tình yêu đối với thiên nhiên mà còn giúp cho trẻ khám phá được cái việc cây sinh trưởng và lớn lên như thế nào. Một cái việc nữa mà các bạn có thể làm đó là nuôi thú cưng. Nuôi thú cưng ở đây không chỉ là chó, mèo, mà các bạn có thể nuôi bất cứ con gì, có thể là nuôi cá hoặc là nuôi chim. Thì cái việc chăm sóc, trò chuyện, chơi với lại những vật nuôi này sẽ giúp vun bồi cái tình yêu thiên nhiên đối với trẻ.
Ngoài ra có những cái nghiên cứu đã chứng minh rằng cái việc mà gần gũi với thiên nhiên sẽ có cái khả năng chữa lành những cái rối loạn cảm xúc cho trẻ. Một cái biện pháp nữa là các bạn có thể đưa thiên nhiên vào các hoạt động nghệ thuật, khám phá và trải nghiệm của trẻ. Có rất là nhiều những cái hoạt động mà trẻ có thể trải nghiệm với thiên nhiên. Ở trên đây là một vài cái ví dụ. Đây là cái hoạt động in lá hoặc là in hoa. Các bạn sẽ thu thập những cái lá cây hoặc là những cái bông hoa hoặc là bất cứ cái vật liệu gì đó từ thiên nhiên, ví dụ như là rau hoặc là củ hoặc là quả. Trẻ sẽ phết màu lên trên cái những cái vật liệu đó và in lên trên tờ giấy thì sẽ có được cái sản phẩm như thế này. Một cái hoạt động nữa đó là các bạn có thể tìm những cái bông hoa màu trắng, có thể là hoa hồng trắng hoặc là hoa cúc trắng hoặc là cái bắp cải thảo cũng được. Các bạn sẽ cắm những cái bông hoa đó vào trong những cái lọ màu như thế này. Sau đó trẻ sẽ quan sát được cái việc biến đổi màu của những cái bông hoa này. Một cái hoạt động nữa, các bạn có thể sử dụng cái bàn ánh sáng. Bàn ánh sáng là một cái dụng cụ đặc trưng cho cái phương pháp giáo dục Reggio Emilia. Bàn ánh sáng này các bạn có thể đặt mua hoặc là tự làm. Trẻ sẽ đặt những cái nguyên liệu của thiên nhiên, ví dụ như lá cây, cành cây hoặc là hoa hoặc là quả lên trên cái bàn ánh sáng này. Sau đó trẻ sẽ dùng kính lúp để quan sát. Thì cái việc quan sát những cái nguyên liệu này ở trên bàn ánh sáng sẽ đem đến cho trẻ một cái góc nhìn mới về cấu tạo của những cái nguyên liệu thiên nhiên này. Một cái hoạt động nữa mà các bạn có thể tham khảo đó là tạo điều kiện cho trẻ tham gia các hoạt động nấu ăn với những cái nguyên liệu tự nhiên. Thì khi mà trẻ được thực hành nấu ăn với những cái nguyên liệu tự nhiên này, ngoài việc được tiếp xúc, được tìm hiểu cấu tạo của chúng thì còn giúp trẻ tìm hiểu về những cái lợi ích của những cái nguyên vật liệu tự nhiên đối với lại sức khỏe của con người. Một cái hoạt động nữa các bạn có thể tham khảo đó là đưa thiên nhiên đến với trẻ qua những cái cuốn sách, những câu chuyện, những bài thơ hoặc là bài hát phù hợp. Các bạn có thể để cho trẻ tự đọc hoặc là các bạn cùng đọc sách với trẻ. Hoạt động này ngoài việc giúp đưa thiên nhiên đến gần hơn với trẻ còn giúp cho trẻ phát triển ngôn ngữ, phát triển cái tình yêu đối với việc đọc sách. Ngoài ra còn giúp xây dựng mối quan hệ tích cực giữa cha mẹ và con cái. Trên đây là những chia sẻ của mình về hội chứng rối loạn thiếu hụt thiên nhiên ở trẻ. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hy vọng những chia sẻ của mình sẽ mang lại ích lợi cho các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại ở những chủ đề tiếp theo.